Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube tin bóng đá. Trận đấu giữa đội tuyển nữ Nhật Bản và tuyển nữ Na Uy là một trong hai cặp đấu sớm nhất của vòng 16 đội. Cụ thể trận đấu giữa đội tuyển nữ Nhật Bản và đội tuyển nữ Na Uy trong khuôn khổ vòng 1 đến 8 giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 diễn ra vào lúc 15 giờ thứ 7, ngày mùng 5 tháng 8 năm 2023. Hai cường quốc bóng đá nữ sẽ đối đầu nhau ở trận cầu rất được mong đợi tại vòng 1/8 World Cup nữ 2023. Các cô gái Nhật Bản tỏ ra vượt trội tại bảng C khi đứng đầu với thành tích toàn thắng cả 3 trận, ghi 11 bàn và không để thủng lưới bàn nào. Bên cạnh đó, họ cũng là một trong ba đội bóng hiếm hoi chưa phải nhận bàn thua nào ở giải đấu năm nay, cùng với Thụy Sĩ và Jamaica. Không phải ngẫu nhiên, nhà vô địch thế giới 2011 thi đấu chắc chắn và hiệu quả như vậy ở vòng bảng. Thực tế, hàng thủ của Nhật Bản chỉ phải chịu vòn vẹn 3 cú sút trung đích ở 3 trận vòng bảng. Thậm chí, Họ còn bịt kín mọi con đường vào khung thành Yamashita khi không cho Zambia tung ra bất cứ một cú sút trúng mục tiêu nào. Trong khi đó, Na Uy lại khởi đầu chậm chạp tại giải đấu năm nay. Các cô gái Bắc Âu thu với tỷ số 0, một chiếc chủ nhà New Zealand trong trận gia quân. Hòa nhạt nhòa không bàn thắng trước thị Sĩ rồi mới đánh bại Philippines 6, không để giành vé đi tiếp với ngôi nhì bảng A sau thị Sĩ. Một trong những nguyên nhân khiến Uy thi đấu không tốt ở giải này chính là các vấn đề nội bộ của đội bóng khó khăn càng chồng chất khi đội bóng Bắc Âu khá lép vế trước Nhật Bản ở các lần đối đầu trong lịch sử. Cụ thể, họ chỉ thắng một và thua tới 5 lần ở 6 trận vừa qua. Đội hình mà huấn luyện viên Futoshi Aida mang đến Australia và New Zealand năm nay có thể gây đột biến từ mọi tuyến. Đó là lý do tại sao họ có tới 3 gương mặt nằm trong top 5 cầu thủ sáng giá cho danh hiệu quả bóng vàng World Cup nữ 2023. Đó là những Hinata Miyazawa 4 bàn, một kiến tạo, Jun Eno 1 bàn hai kiến tạo và Minami Tanaka hai bàn ba kiến tạo. Ngoài ra, Nhật Bản còn sở hữu những hồi nổ tiềm năng như Riko Ueki hay Honoka Hayashi, các cầu thủ sẵn sàng tỏa sáng trước đối thủ được đánh giá là một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch năm nay. Trong khi đó, Na Uy đặc biệt nguy hiểm với tiền đạo Sophie Haug, người đã ghi 3 bàn tại giải đấu lần này. Bên cạnh đó, sát thủ có gương mặt trẻ thơ Guro Raiten cũng có thể khiến hàng thủ Nhật Bản lần đầu tiên phải vào lưới nhặt bóng. Tiền đạo đang khoác áo Chelsea đã ghi một bàn, kiến tạo một lần tại World Cup nữ 2023. Nhận định trận đấu giữa tuyển nữ Nhật Bản và đội tuyển nữ Na Uy, các nhà cái dự đoán nữ Nhật Bản sẽ giành chiến thắng trước đại diện Bắc Âu. Theo phân tích tuyển nữ Nhật Bản thắng 4 trong 5 cuộc đối đầu gần nhất, thắng 6 trong 8 trận vừa qua. Trong khi đó, Na Uy thua 5 trong 7 trận gần đây cũng theo kèo châu Á. Vì thế, có thể đặt niềm tin vào các cô gái đến từ châu Á ở trận này cũng theo nhà cái tuyển nữ Nhật Bản sẽ ghi bàn ngay trong hiệp 1. Thống kê chỉ ra 4 trong 6 cuộc đối đầu giữa hai đội. 16 trong số 20 trận gần đây của Nhật Bản và 8 trong 11 trận vừa qua của đội tuyển nữ Na Uy đều chứng kiến tối thiểu một bàn thắng trong hiệp đấu đầu tiên. Trận này khó có ngoại lệ. Cũng theo nhà cái trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số lẻ và nghiêng về chiến thắng dành cho các cô gái xứ sở mặt trời mọc. Henry Ronson chuyên gia của Zbet có nhận định trong điều kiện bình thường đội tuyển nữ Na Uy sở hữu một đội hình đủ sức mạnh để thi đấu song phẳng với Nhật Bản. Tuy nhiên, những rắc rối nội bộ khiến đội tuyển nữ Na Uy không phát huy được hết các phẩm chất của mình. Vì thế, họ khó lòng vượt qua được đại diện châu Á ở cuộc đối đầu này. Tại World Cup nữ 2023, đã có 8 cầu thủ ghi được ít nhất 3 bàn trong cuộc đua giành danh hiệu trước giải vàng. Tuy nhiên, Hinata Miyazawa là tiền đạo duy nhất ghi được 4 bàn và dẫn đầu danh sách. Cô cũng là người duy nhất lập hai cú đúp tại giải đấu năm nay. Đội tuyển nữ Nhật Bản đã có vòng bảng hoàn hảo và rất khó để đánh bại họ vào lúc này. Trong khi đó, đội tuyển nữ Na Uy khá may mắn mới giành vé đi tiếp khi chỉ hơn chủ nhà tuyển nữ New Zealand ở hiệu số bàn thắng bại. Do đó, nhiều khả năng các cô gái Bắc Âu sẽ phải dừng chân ở vòng 16 đội mạnh nhất. Dựa trên phân tích các dữ liệu, bóng đập lớt dự đoán tỷ số trận đội tuyển nữ Nhật Bản và đội tuyển nữ Na Uy là 2, một nghiêng về đại diện của châu Á. Từ những phân tích trên chúng tôi dự đoán tuyển nữ Nhật Bản sẽ có chiến thắng trước tuyển nữ Na Uy ở vòng 1 đến 8 để có mặt ở tứ kết. Được biết trận đấu giữa đội tuyển nữ Nhật Bản và đội tuyển nữ Na Uy trong khuôn khổ vòng 1 đến 8 giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 diễn ra vào lúc 15 giờ thứ bảy, ngày mùng 5 tháng 8 năm 2023. Theo bạn giữa đội tuyển nữ Nhật Bản và đội tuyển nữ Na Uy, đội tuyển nước nào sẽ giành chiến thắng? Hãy chia sẻ ý kiến nhận định dưới video này nhé đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ tin bóng đá xin cảm ơn và hẹn gặp lại